Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn món nhân làm chả giò chay. Thành phần gồm có đậu xanh, bắp mình sát ra, khoai lang mình chiên giòn và một ít đậu hũ tươi bóp nhuyễn. Mình cho hạt nêm vào, nêm nếm cho vừa ăn theo khẩu vị của mình thôi. Tiêu, hơi nhiều một chút cũng được. Món chả giò chay này á, là cái món mình phải làm thập cẩm vậy đó, hương vị nó mới ngon, nó mới đặc biệt. Một ít hành với tỏi mình sấy, trộn đều hỗn hợp vô. Hành lá, hồi nãy là hành với tỏi mình đã sấy chín vàng. Rồi bây giờ mình cũng để hành lá luôn, vì hương vị của hành lá khi mình chiên lên mình ăn nó cũng ngon. Rồi có món nhân của chả giò mình trộn hỗn hợp này lại. Mình nhắc lại nha các bạn, thành phần ở trong đây là có bắp bắp thường hay hoặc là bắp Mỹ, bắp vàng cũng được, mình sát ra. Khoai lang bí mình sắc ra mình chiên giòn, một ít đậu hũ tươi, một ít đậu xanh. Rồi xong mình trộn hỗn hợp, mình nêm nếm tùy thích cho mình vừa ăn, nhưng mà ít nhất thì chả giò mình cũng đừng có nêm cho ngọt đường quá, bởi vì cái hương vị ngọt đường làm cho người ta ăn cảm giác một cuốn chả giò nó sẽ dễ bị mao ngán hơn, cho nên mình chỉ nêm hạt nêm để cho nó vừa ăn với cái độ măng mặn, rồi trong đó nó có bắp non nó kết hợp lại nó ngọt sẵn rồi. Thì như vậy hương vị của đường, nếu mà ai làm chả giò mà để đường nhiều quá thì đó là một cách mà làm cho chả giò nó dễ ngán. Ở đây chả giò chay mình chỉ hướng dẫn làm đơn giản là mình nêm nếm rồi bắp rồi đậu hũ rồi đậu xanh. Như vậy cái hương vị mình nêm nếm vừa ăn, không có ngọt đường, không có làm cho mình bị cảm giác dễ ngán. Ăn một cuốn xong rồi có thể là cái vị giác của mình nó muốn ăn thêm một cuốn nữa. Rồi thành phần mình làm nhân xong, bắt đầu mình cuốn cuốn chả giò, mình múc cho vừa một cái cuốn chả giò nha các bạn. Thành phần nhân của chả giò chay này rất là hấp dẫn, mình chiên lên mình ăn nó ngon, không có thua gì chả giò mặn hết. Dành cho những người chuyên ăn chay, ăn mặn thích ăn cũng được. Cuốn chả giò rất là hấp dẫn. Cái bánh bía này khi mình xài hết rồi, nó còn lại mình nên để giữ trong cái tủ lạnh, đừng có để ở ngoài. Để ở ngoài nó sẽ bị mau hư, nó bị mốc. Mình để vô tủ lạnh, khi nào mình cần xài thì mình lấy ra mình xài, nó cũng còn y nguyên. Còn chả giò thì có khi mình làm nhiều mình cuốn mình để dành trong tủ lạnh cũng được, không sao hết, để mình chiên mình ăn hoài.
bánh bía mình để ở ngoài nó bị mốc, nó bị hư rồi nó có khi nó bị cứng lên, nó không mềm. Mình để trong tủ lạnh lâu, mình để dành hoài cũng không sao. Dễ quá. Thường thì mình chiên đậu hũ, mình không có để, mình chiên hay hoặc mình xào đậu hũ để mình ăn hàng ngày. Mình không có cần để nhiều dầu đâu, mình để rất là ít dầu, mình giảm lượng dầu. Nhưng mà hôm nay là món chiên chả giò cho nên mình thêm dầu vô. Mình cho dầu nó hơi nhiều một chút, bởi vì khi chiên chả giò nó ngập cuốn chả giò thì nó mới ngon, nó mới giòn. Còn nữa nha các bạn, một cái bí quyết mà mình chiên chả giò là ít có người biết, là khi mình chiên mình bắt chảo dầu lên, mình không cần đợi cho chảo nó quá nóng, mình chỉ cần đổ dầu vô xong là mình cho cuốn chả giò vô ngay lập tức. Nhưng mà khi vớt đó thì mình để cho dầu nó đang sôi, mình vớt thì nó sẽ không rút dầu vô cái cuốn chả giò. Nhưng mà khi mà chảo dầu nó không nóng sôi lên đó thì mình để chả giò vô nó không có bị bung cuốn chả giò ra, nó nóng từ từ lên, nó làm cho cuốn chả giò mình nó càng dẻ lại hơn. Đó là một cách mình đã rút kinh nghiệm hàng ngày để mình ăn quanh năm suốt tháng trong cuộc sống mà mình đã hiểu được. Cho nên có nhiều người không hiểu, tưởng là mình cuốn không chặt, nhưng mà thực tế không phải là như vậy. Bởi vì khi người ta chiên, người ta hay để dầu nóng lên, người ta mới bỏ cuốn chả giò vô. Nhưng mà thường là cái cuốn chả giò cột chặt cỡ nào mà dầu nóng quá nhiều thì nó cũng sẽ bị bung ra. Cho nên đây là một kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống mà mình hiểu được, mình tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Cho nên mình hướng dẫn lại cho các bạn. Có người hiểu lầm là cho tại mình cuốn không chặt mà nó bung, thực tế là không phải như vậy. Mặc dù mình cuốn rất chặt, nhưng mà còn một điều nữa là khi mình chiên á, mình để cái cuốn chả giò, cái mí mà mình cuốn lại á, mình cho nó nằm ở dưới dầu, thì như vậy chắc ăn 100% là nó sẽ không bị bung ra.